Các bạn đang nghe truyện Yếu gà như ta lại bị chính đạo Tôn làm vô thượng thánh ma trên kênh TV Audio CV. Chương 463. Đại cục làm trọng. Ai có thể ngờ được, lão Lý vốn là người tham tiền, có một ngày lại có thể bị tiền làm mờ mắt. Trích từ chương 2432, Nhật ký của ta, Thiên địa vô thượng thánh ma, Trương Ma Thần. Trầm, một tiếng sấm sét vang lên. Tiếp theo, bầu trời bắt đầu mưa mưa càng lúc càng lớn, ban đầu chỉ là mưa rào, cuối cùng trở thành mưa như trút nước. Hùng vô địch đang trên đường trở về, vừa đi vừa nói chuyện phím với Diệu Ly. Rõ ràng cả hai đều rất không hài lòng với mệnh lệnh gần đây của tông chủ, cứ thế mà chửi không ngừng. Tông chủ thật quá đáng, bản thân thì chơi bời thoải mái, nghe nói ở trong kinh thành đã chơi cả thánh nữ rồi, còn bắt chúng ta chạy đi chạy lại. Đúng vậy, chúng ta ở vệ thành sống tốt như vậy, sao phải vất vả thế này, ta cũng muốn đến Kinh Thành, để Lão Dương và Lão Cẩu đến đây, đổi chỗ với họ. Thôi đi, chúng ta vẫn chưa được Tông Chủ hoàn toàn tin tưởng, nên mới hành hạ chúng ta như vậy, hai người vừa nói vừa nhìn mưa mỗi lúc một nặng hạt. Được rồi, còn mưa nữa. Thế nào, trú mưa hay đi tiếp, đi tiếp đi, thêm vài canh giờ nữa là đến nơi rồi, trước khi trời sáng có thể về đến vệ thành ta không muốn ngày mai vẫn còn ở ngoài này được thôi vậy thì tiếp tục lên đường các ngươi tăng tốc độ lên đội ngũ tiếp tục tiến về phía trước chưa đi được bao lâu bỗng nhiên họ nhìn thấy một vài tu sĩ ma đạo đang hoảng loạn chạy trốn từ xa trong đêm tối họ nhìn thấy đội ngũ của hùng vô địch và diệu ly vội vàng vừa khóc vừa chạy đến trưởng lão hùng trưởng lão không ổn rồi hùng vô địch nghe vậy thì cả người chấn động chuyện gì xảy ra vậy, nhìn dáng vẻ này thì có vẻ như đã xảy ra chuyện lớn rồi, có phải chính đạo đã trở mặt, giết sạch những huynh đệ ở lại vệ thành đó chứ, nguyên môn cũng điên rồi sao, vội vàng phi ngựa lên phía trước, hùng vô địch lớn tiếng hỏi có chuyện gì vậy, tu sĩ ma đạo kia vừa khóc vừa trả lời thi quỷ. Thi quỷ giết vào thành rồi, cái gì, Diệu Ly cũng kinh ngạc. Họ mới đi có hai ngày, sao vệ thành đã thất thủ rồi, nguyên môn các ngươi ăn cứt à, ăn cứt thật à, nói rõ ràng, rốt cuộc là có chuyện gì, hùng vô địch lại lớn tiếng quát, nước mưa hòa lẫn nước bọt bắn vào mặt đối phương. Trưởng lão, chính là như vậy. Cung nghị, nguyên môn tứ trưởng lão, đêm nay nhận lệnh dẫn quân đánh lén đại thành huyện. Ai có thể ngờ rằng hoàng tuyền cốt ma cũng tổ chức thi quỷ tấn công vệ thành. Trong nháy mắt, cả thành đã bị mất, cuộc chiến trên đường phố đang diễn ra mỗi khi một người chết, một thi quỷ sẽ đứng lên, các huynh đệ sắp không chống nổi. Hùng Vô Địch há miệng, sau đó chửi ầm lên tai giữ thành, trong nháy mắt đã thất thủ, gian tế sao? Diệu Ly vỗ vai Hùng Vô Địch nói chúng ta phải làm sao, có đi cứu không? Phản ứng đầu tiên của Hùng Vô Địch là, cứu cái rắm, tông chủ đã nói rồi, không cho chúng ta động. Trừ khi. Nói đến đây, vẻ mặt của Hùng Vô Địch bỗng trở nên kinh hoàng, tiếp tục nói trừ phi chính đạo chết hết. Tên Ma Tu kia liền lớn tiếng nói, sắp chết hết rồi, sắc mặt của Diệu Ly cũng thay đổi, hít một hơi lạnh nói: "Tông chủ bảo chúng ta rời khỏi vệ thành, rồi lại bảo chúng ta quay về, có phải là đã đoán được vệ thành sẽ thất thủ rồi không?" "Để chúng ta tránh được đợt tập kích đầu tiên." "Hùng vô địch kinh ngạc nói có thể sao?" Diệu Ly nghiến răng nói: "Ngươi quên tông chủ đã đùa giỡn kim một bạch và tà tâm như thế nào rồi à?" "Người khác không làm được, tông chủ còn thật sự có thể làm được." ta tin, hùng vô địch vỗ đùi nói ta ngu, ta ngu thật. Tông chủ đã sắp xếp mọi thứ rồi. Hiểu rồi, còn gì không hiểu nữa. Các huynh đệ, trúc đao, ca kiếm, xung phong, đoạt lại vệ thành, giết, giết. Mưa rơi suốt đêm, không rửa trôi được máu tươi. Trống trận vang lên, không đánh thức được anh hùng. Sáng hôm sau, kinh thành. Báo, quân tình khẩn cấp đưa về nguyên môn. Lúc này trong đại sảnh nguyên môn, chư vị cao tầng đều có mặt. Mọi người đều thức trắng đêm. Vân Phiến công tử, thánh nữ lúc này đều ngẩng đầu lên, ánh mắt khẽ động. Trận chiến này thật sự quá quan trọng, rốt cuộc có hạ được hoàng tuyền cốt ma không? Truyền lệnh binh dân quân tình lên, bản thân mình toàn thân là thương tích, sau đó ngất xỉu tại chỗ. Vài tên tu sĩ nguyên môn vội vàng kéo truyền lệnh binh đi, sau đó đều nhìn vào quân tình trong tay thánh nữ. Thánh nữ mở giấy ra, giọng run run đọc đại quân tập kích đại thành huyện, không ngờ trúng mai phục. Thi quỷ diệt tuyệt pháp mở ra, thi quỷ tự bạo thành mưa máu. Liên quân chính đạo bị thương nặng, năm vị tông chủ là Tiêu, Ngô, Triệu, Hoàng, Lục tử trận. Cung ý trưởng lão dẫn đầu xông ra khỏi tuyệt địa, sau đó bị thương nặng, sống chết chưa biết. Vệ thành bị đại quân thi quỷ tập kích, hỏa vân trưởng lão không biết tung tích, nhìn thấy cửa thành đã mất thánh nữ trực tiếp ngã ngồi xuống đất há miệng trên mặt tràn đầy vẻ tuyệt vọng hôm nay trên báo thấy một tin tức buồn cười một ma đầu nọ bị đồn là đại lưu manh ma đầu đó để dẹp tan lời đồn đã đích thân ra đường biểu diễn dùng thực lực để minh oan hắn không nhỏ ha ha cười chết bản tông chủ rồi khoan đã hắn sẽ không ám chỉ bản tông chủ chứ bản tông chủ không nhỏ đâu nhé Trích từ chương 4592, nhật ký của ta, thiên địa vô thượng thánh ma, trương ma thần. Thua, đại bại, trời ơi, cung ý trưởng lão bị thương nặng, vệ thành mất rồi. Sao lại đánh thành ra thế này? Vệ thành mất, chẳng phải là bước tiếp theo, hoàng tuyền cốt ma sẽ đến kinh thành sao? Phong tỏa tin tức, mau phong tỏa tin tức, nếu không kinh thành sẽ loạn mất, môn chủ, xin hãy nhanh chóng rời khỏi kinh thành, nơi này đã là cảnh giới nguy hiểm, xin môn chủ hãy rời đi, những người bên dưới một trận hoảng loạn, vân phiến công tử nghe được chiến tích như vậy cũng sắc mặt trắng bệch. Quả thật hắn đã đoán được việc mạo hiểm xuất kích, kết quả có thể sẽ không tốt lắm. Nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ rằng, sẽ bại thành ra thế này. Hoàng tuyền cốt ma dựa vào đâu mà có thể đoán trúng được việc họ xuất kích, mệnh lệnh này do một mình thánh nữ hạ xuống, trực tiếp truyền cho cung ý trưởng lão và hỏa vân trưởng lão, cụ thể đánh như thế nào lúc nào đánh ngay cả hắn cũng không biết nhưng hoàng tuyền cốt ma lại có thể bày sẵn trận pháp chỉ chờ ngươi chui vào sai một chút sai một bước đều không phải như vậy điều này phải chính xác đến từng hơi thở càng khoa trương hơn là vệ thành kiên trì được mấy tháng vậy mà chỉ trong một đêm đã thất thủ trận chiến này đánh kiểu gì vậy cứ như là tặng mạng cho người ta thánh nữ hoảng sợ ngồi thẫn thờ nghiến chặt răng sắp cắn đến chảy máu vân phiến công tử lúc này đứng dậy đột nhiên lớn tiếng nói chưa đến lúc tuyệt vọng xin mọi người nghe ta nói tất cả mọi người lập tức nhìn về phía vân phiến công tử lúc này vân phiến công tử đột nhiên nghiến răng nói môn chủ còn một người có thể xoay chuyển tình thế ai thánh nữ ngẩng đầu lên vẻ mặt hoang mang vân phiến công tử hét lớn thiên ma tông trương đại ma đầu hắn vẫn còn ở kinh thành hắn chưa đi thánh nữ há hốc mồm nhìn chằm chằm vào mặt vân phiến công tử sau đó nàng đột nhiên cười thảm ngươi muốn nói gì vân phiến công tử nghiêm giọng nói xin môn chủ đích thân đi mời trương đại ma đầu ra tay lúc này vẫn còn cơ hội xoay chuyển thánh nữ đột nhiên đập mạnh vào bàn nói không đi tuyệt đối không đi ta biết ngươi muốn làm gì ngươi muốn ta đi xin lỗi trương đại ma đầu đúng không ngươi muốn để bổn cung chủ lại đi mất mặt đúng không Vân Phiến công tử nghiến răng nói đại cục là trên hết, thánh nữ đứng dậy, chỉ vào mũi Vân Phiến công tử nói không đi. Hôm nay cho dù ta tự vẫn tạ tội tông môn, ta cũng sẽ không xin lỗi Trương đại ma đầu. Vân Phiến công tử nhìn thánh nữ, ánh mắt lạnh lùng, chậm rãi nói vậy xin mời ngươi nhanh chóng tự vẫn, chúng ta sẽ chọn lại một vị môn chủ đến xin lỗi. Ngươi! Thánh nữ tức giận không thôi, nhưng nhìn lại Vân Phiến công tử và đám tu sĩ phía sau hắn, những lời tiếp theo vẫn nuốt xuống quán trọ trương tông chủ hôm nay lại ngủ đến khi mặt trời phơi mông phải nói rằng không làm gì chẳng làm gì cả ăn bám chờ chết thật là sướng thật là tuyệt sau khi thức dậy trương mạc chỉ lo suy nghĩ một điều hôm nay ăn gì đáng tiếc là đồ ăn chưa kịp dọn ra thì lão cẩu đã hất hải chạy đến tông chủ tông chủ trương mạc nhìn bộ dạng này của hắn thì thấy phiền mỗi lần lão cẩu hoảng hốt như vậy thì chắc chắn là có chuyện rồi bản tông chủ ghét nhất là có chuyện nếu ra nếu có người mong muốn cho thế giới hòa bình thì chắc chắn người đó chính là bản tông chủ lại có chuyện gì vậy trương mạc hỏi một cách khó chịu có chuyện gì không thể nói sau khi ăn cơm được sao nghe tin trước bữa ăn rất dễ ảnh hưởng đến khẩu vị của bản tông chủ hay không cánh gà ăn không ngon phải đổi sang chân giò lớn mới được tông chủ là tin tức từ vệ thành lão cẩu vội đưa thư cho trương mạc chỉ liếc nhìn hai lần sắc mặt trương mạc đã đầy vẻ kinh ngạc dương sở lúc này cũng chạy đến tông chủ vệ thành bên kia trương mạc giơ tay ngắt lời dương sở cẩn thận xem hết tin tức dương sở cũng tò mò lại gần xem sau đó mắt càng mở to hơn mẹ ơi đám người kia đánh trận kiểu gì vậy có mấy vạn con heo cũng không đến nổi một đêm là không còn một con nào. Trương Mạc đặt tờ giấy xuống, lúc này trong lòng chỉ có một suy nghĩ. Hay là về nhà thôi. Đồng đội lợn, không thể dẫn dắt được. Hỏi ngươi có bao nhiêu nỗi buồn, tựa như nguyên môn tặng người đầu. Tỉnh thì lừa gạt bản tông chủ, động thì ra trận thua liên tục. Thôi, thôi. Bản tông chủ không muốn xuống mồ. Hay là giải tán thì chắc ăn hơn tạm biệt nhé, một lũ lợn ngu si. Trương Mạc lập tức ra lệnh. Chỉ một chữ, rút, nhưng lệnh chưa kịp ban ra thì đã có người vội vã đến. Người chưa thấy, tiếng đã đến. Trương Tông Chủ, chúng ta đến xin tội, nghe thấy tiếng này, Trương Mạc liền cao có. Vân phiến công tử này, bây giờ là không còn chút liêm sĩ nào rồi, gọi càng ngày càng giống thái giám. Cái cốt cách kiêu hùng của đệ tử chính đạo đâu phong thái tiêu sái của tứ công tử đâu phong thái của cường giả cảnh giới đăng long đâu đều không cần nữa sao trương mạc còn đang phân vân không biết có nên gặp họ không thì thấy một nhóm cao tầng của nguyên môn bước nhanh vào người dẫn đầu chính là thánh nữ trương mạc hơi ngạc nhiên ôi chao hôm nay mặt trời mọc đằng tây lợn mẹ biết leo cây gà trống biết hát rồi thánh nữ ngẩng đầu nhìn trương mạc sắc mặt tái nhợt môi run rẩy một hồi sau đó cuối người hành lễ trương tông chủ, trước kia, ta đã xúc phạm rất nhiều. Còn khiến trương tông chủ bị tổn hại thanh danh, là lỗi của ta. Hôm nay đến đây để xin tội, xin trương tông chủ trách phạt, trương mạc há hốc mồm, trời ơi, còn thực sự đến xin lỗi. Thánh nữ lợi hại, bản tông chủ thật sự coi thường ngươi rồi. Thật sự có thể co duỗi, có thể mềm có thể cứng, có thể lên có thể xuống, từ, mọi người đừng nghĩ lệch lạc, chỗ này rất nghiêm túc. Dương Sở và lão cẩu bên cạnh đều hơi đổi sắc. Dương Sở khẽ nói thế này thì bó tay rồi, lão cẩu tiếp lời tông chủ, chúng ta phải làm sao, trương mặt nuốt một ngụm nước bọt, còn làm sao nữa, ngươi hỏi ta, ta hỏi ai, ôi chao, ngươi nói ngươi xin lỗi làm gì, khiến cho bổn tông chủ rất khó chịu. Ta nên tha thứ cho ngươi, hay nên không tha thứ cho ngươi, hay là nên tha thứ cho ngươi đây, không còn cách nào khác, không tha thứ thì không được. Thật sự tức tối quá rồi đánh nhau cũng không hay lắm. Ho nhẹ hai tiếng, Trương Mạc nói hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Chuyện này qua rồi, lật sang trang mới thôi. Bổn tông chủ còn có chút việc, các ngươi tránh ra một chút. Nói xong, Trương Mạc liền định chuồng đi. Đùa à, lẽ nào ở lại đây, cùng các ngươi nên đón hoàng tuyền cốt ma sao, bổn tông chủ mới không muốn ở cùng đám đồng đội lợn như các ngươi. Có câu, gần mực thì đen, mà. Chú thích, cái này còn cần chú thích sao không hiểu thì không hiểu thôi nhìn động tác của trương mạc vân phiến công tử liền đoán được trương mạc định làm gì muốn chạy sao trương đại ma đầu định đi đâu hôm nay ngươi không muốn đi cũng phải đi thắt một cái vân phiến công tử đã chặn ở cửa nói trương tông chủ đêm qua hoàng tuyền cốt ma đột kích vệ thành khiến vệ thành chìm trong biển lửa xin trương tông chủ nhanh chóng phái người đi tiếp viện nếu không, một khi vệ thành hoàn toàn rơi vào tay hoàng tuyền cốt ma, kinh đô nguy rồi, thiên hạ nguy rồi. Trương Mạc liên tục gật đầu nói nguy, 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 ngươi là ai, ngươi là tiểu bảo bại trận, Trương Mạc nói xong, liền cảm thấy không ổn lắm. Quay đầu nhìn về phía dương sở nói từ, vừa rồi bổn tông chủ có nói thành tiếng không, dương sở khẽ nói tông chủ, người suýt nữa hát thành tiếng rồi. Dưới đài, một đám cao tầng của nguyên môn đều nhìn chầm chầm Trương Mạc. Thánh nữ tiếp lời nói to trận chiến này, trách nhiệm hoàn toàn thuộc về ta. Là ta không bàn bạc với Trương Tông chủ, liền tự ý quyết định, khinh địch phạm thượng. Trương Tông chủ, ngươi muốn trách thì trách ta đi. Ngươi giết ta, làm nhục ta, chặt ta thành tám khúc, đều được. Chỉ xin Trương đại tông chủ lấy đại cục làm trọng, cứu Liên Minh, cứu Kinh Đô, cứu hạ quốc, cứu thiên hạ. Diễn xuất của thánh nữ cũng lên rồi hôm nay đây là phát huy siêu thường rồi xem ra cũng là liều mạng rồi dù sao hôm nay mặt mũi đã mất sạch rồi chi bằng cứ bùng nổ tình cảm thêm một lần nữa trương mặt đều ngây người ra cái gì thế này các ngươi cũng quá coi trọng bổn tông chủ rồi chứ các ngươi thua thảm như vậy bây giờ lại muốn để bổn tông chủ tự mình ra trận đây đâu phải là liên minh đây là xóa đói giảm nghèo mà không chơi nổi thật sự không chơi nổi bổn tông chủ vẫn nên chuồng sớm thì hơn trương mạc nói thánh nữ lời ngươi nói đúng bổn tông chủ bây giờ sẽ đi chiến đấu với hoàng tuyền cốt ma ngươi yên tâm người ta đã phái đi rồi đừng sợ kinh đô chắc chắn giữ được các ngươi tránh ra trước để bổn tông chủ đi chiến đấu ra tiền tuyến đến vệ thành ta sẽ cho hoàng tuyền cốt ma kia biết thế nào là rồng có vẫy ngược chạm vào là phạm tội bên cạnh đó Dương sở nhất thời không nhịn được, cảm thấy ho hai tiếng rồi nói tông chủ, cái đó gọi là rồng có vẫy ngược, chạm vào là chết. Trương Mạc nhíu mày nói phải không? Đừng để ý những chi tiết này, ý nghĩa đều giống nhau thôi. Được rồi, các ngươi tránh ra một chút, đừng cản đường. Trương Mạc nói vậy, liền muốn chuồng đi. Vân phiến công tử lại chặn chặt cửa lớn, giọng nghẹn ngào nói Trương Tông chủ đừng đi, ngài đi rồi, chúng ta còn có thể gặp lại ngài không, trương mặt suýt thì diễn không nổi nữa phỉ 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 nói như thể bổn tông chủ sắp chết vậy có thể gặp tất nhiên là có thể gặp thánh nữ tiếp lời trương tông chủ đừng vội ngay cả khi ngài đến đó ngay bây giờ thì cũng không kịp nữa rồi việc cấp bách nhất là hãy để thuộc hạ của ngài đến vệ thành trước đã bản tông chủ gần đây lại ngộ ra một chân lý chỉ cần ngươi mở miệng hỏi vậy thì chứng tỏ não ngươi có vấn đề rồi Trích từ chương 4592, Nhật ký của ta, Thiên địa vô thượng thánh ma, Trương Ma Thần. Trương Mạc nghe xong nhíu mày. Hắn đương nhiên biết, hiện tại cách tốt nhất chính là phản công ngay lập tức. Nhưng như vậy, bản tông chủ cũng sẽ tổn thất rất lớn. Quỷ mới biết các ngươi thua thảm đến mức nào. Tự mình thua đến mức chỉ còn quần lót, còn muốn lột quần lót của bản tông chủ. Các ngươi có hơi quá đáng rồi không? trương mạc thực sự muốn tìm một lý do để bào chữa nhưng vân phiến công tử và thánh nữ hôm nay rõ ràng không dễ bị lừa như vậy hai người hôm nay là hoàn toàn không cần mặt mũi nhất định phải để hắn ra tay giúp đỡ này 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 chỉ là liên minh thôi mà bản tông chủ có cần phải đem cả mạng mình đền cho các ngươi không để ta đi được không nhìn vẻ không muốn đánh của trương mạc vân phiến công tử đột nhiên lớn tiếng nói trương tông chủ nguyên môn ta còn một bảo vật hôm nay đặc biệt mang đến xin tạ tội với trương tông chủ còn mong trương tông chủ nhất định phải ra tay nói xong vân phiến công tử liền lấy ra một chiếc hộp nhỏ tinh xảo mở ra xem bên trong là một hạt đậu năm màu lấp lánh trương mạc cầm lên xem một chút nói thứ này có tác dụng gì vân phiến công tử lập tức trả lời đây là thần cung ban thưởng công dụng vô song trương mạc lại hỏi có thể nói cụ thể công dụng một chút không Vân phiến công tử lộ vẻ khó xử nói đây là tiên chủng, công dụng vô song. Ta nói công dụng cụ thể là gì? Trương Mạc lại hỏi một lần nữa. Vân phiến công tử quay đầu đi, cố ý không nhìn Trương Mạc nói đây là bảo vật, vô cùng khó kiếm, kỳ trân dị bảo của thiên hạ, công dụng vô song. Công dụng cái đầu nhà ngươi. Trương Mạc thực sự không nghe nổi nữa, ném tiên chủng trở lại hộp lại lấy mấy thứ đồ bỏ đi mà đến cả cách sử dụng còn không biết này ra để lừa gạt bổn tông chủ sao. Chết tiệt, đến nước này rồi, nguyên môn các ngươi có thứ hàng nào tốt không hả? Thánh nữ lúc này bước tới, tiếp lời trương tông chủ, từ hôm nay trở đi, ngài chính là minh chủ của liên minh. Toàn thể nguyên môn đều nghe theo ngài sai khiến, kể cả ta, cứ tùy ý sai bảo, tuyệt không từ chối. Chỉ cần có thể đánh bại hồn tông, sau này sẽ làm theo lời ngài nói, nguyên môn sẽ trở thành tông phái trực thuộc thiên thánh tông, từ nay về sau thiên thánh tông của ngài sẽ trở thành tông môn chí cao của hạ quốc. Trương tông chủ, như vậy còn chưa đủ thành ý sao, thánh nữ quỳ xuống, khóc đến nước mắt giàn dụa. Phải nói là, dù có phải diễn hay không thì cảm xúc cũng rất chân thật. Đáng khen, trương mạc bỗng chốc có chút do dự. Lão cẩu cùng dương sở tiến lên, cũng khẽ bàn luận tông chủ, hay là thật sự giúp một tay, tông chủ, hiện tại liên minh do ngài quyết định mà công chủ hãy để nàng ký khế ước thiên mệnh công chủ cơ hội này e rằng chỉ có một lần thôi rõ ràng dương sở và lão cẩu đều là những kẻ thích đánh cược thấy được sự cám dỗ lớn lao sẽ trực tiếp lao vào như vậy trương mạc tuy không phải là người thích đánh cược nhưng cũng không khỏi có chút động lòng tông môn chí cao chính tà hợp nhất như vậy sau này sẽ thật sự không còn ai có thể tìm đến bổn tông chủ gây phiền phức nữa bổn tông chủ muốn ăn gì thì ăn muốn uống gì thì uống muốn xem vú của ai thì xem vú của người đó ở đây nói đến bò các ngươi tin ta đi trương mạc nghiến răng vậy thì thử xem sao nhưng muốn bổn tông chủ đích thân ra trận thì không thể nhiều nhất là cử một đại bình đi thế là hết sức rồi đã định liệu trong lòng trương mạc nói được rồi coi như các ngươi có chút thành ý lấy gương ra đây trương mặt hôn một tiếng vung tay ra bên cạnh dương sở quan sát trái phải sau đó khẽ nói tông chủ gương gì cơ trương mặt khẽ nói gương cơ quan của bổn tông chủ chứ gì dương sở nói không phải ở trong tay ngài sao ngài cũng không đưa cho chúng ta mà phải không trương mặt lúc này mới nhớ ra lần trước đưa cho dương sở là chìa khóa đại bình chứ không phải gương vội vàng lấy gương ra khỏi nhẫn của mình sau đó đặt vào tay dương sở trương mạc làm lại một lần nữa cửa ngực ngẩng đầu vung tay lấy gương ra đây dương sở lập tức cung kính đưa gương lên ừm phối hợp cũng không tệ ép buộc hàng ngày hoàn thành những người khác chỉ lặng lẽ nhìn hai người này biểu diễn diễn xong chưa có cần vỗ tay không đối diện với tấm gương hết lớn mấy tiếng đến đây tấm gương lúc này mới có phản ứng chà, dù sao cũng là đồ cũ, dùng lâu rồi hơi kém nhạy. Tiếc là không tìm được người am hiểu để sửa lại, tra chút dầu, làm lại toàn bộ các kiểu. Không lâu sau, khuôn mặt của Hùng Vô Địch xuất hiện trong gương. Trương Mạc đang định lên tiếng thì thấy Hùng Vô Địch lớn tiếng nói tông chủ, chúng ta không phụ sự kỳ vọng, đã lấy lại được vệ thành. Hiện đang dọn dẹp những thi quỷ còn sót lại. Ban đầu còn định lát nữa sẽ báo tin cho ngài, không ngờ ngài lại đến xem ngay. Tông chủ yên tâm, vệ thành sẽ không mất. Hùng vô địch ta, đáng tin, có câu là, năng lực càng lớn. Trách nhiệm có thể trốn tránh lại càng lớn. Trích từ chương 5264, nhật ký của ta, thiên địa vô thượng thánh ma, trương ma thần. Nói xong, hùng vô địch còn vỗ ngực, đùng đùng như tiếng trống. Trương mạc hơi há miệng, cái gì mà không phụ lòng tin, từ bao giờ mà bản tông chủ cho các ngươi lên chứ nghĩ kỹ lại trương mạc rốt cuộc cũng nhớ ra bản tông chủ chỉ bảo các ngươi trở về vệ thành mà thôi các ngươi đây là làm phản à những người khác của nguyên môn có mặt đều kinh ngạc nhìn cảnh này vệ thành đã lấy lại được rồi sao trương đại ma đầu hắn chẳng lẽ đã sớm lường trước được sao trời ạ à, sao hắn lại biết được vệ thành sẽ mất lại còn biết được hoàng tuyền cốt ma sẽ tập kích vệ thành nhìn thế này tám phần là đã đánh hoàng tuyền cốt ma trở tay không kịp mới lấy lại được ngay sau đó thân ảnh của diệu ly cũng xuất hiện trong gương công chủ ngài quả là tính toán không sai một ly hoàng tuyền cốt ma tính được vệ thành trống rỗng cũng tính được việc tập kích đêm vệ thành có thể hạ gục trong nháy mắt nhưng hắn không tính được chúng ta sẽ xông về vào thời khắc then chốt ha 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 lúc đại quân thi quỷ và tu sĩ thủ thành đang giao chiến ác liệt chúng ta ở bên ngoài bắn loạn xạ, chúng chịu không nổi. Trong ngoài giáp công, phá tan trong nháy mắt. Đáng tiếc là không bắt được bản tôn hoàng tuyền cốt ma, tên này chạy thật nhanh, đến bóng dáng cũng không thấy. Trương Mạc nghe Diệu Ly nói, đã chậm rãi ngậm miệng lại. Ừm, các ngươi làm không tệ. Cứ như vậy đi. Đến đây, Trương Mạc tắt gương đi. Mọi người im phăng phát, chỉ nhìn chầm chầm vào mặt Trương Mạc, lúc này đều cảm thấy tên trương đại ma đầu này thật đáng sợ. Đã tính toán đến mức này rồi sao, quả thực là thần cơ diệu toán, thông thiên triệt địa. Thánh nữ đều ngây như phỏng, nàng đột nhiên suy nghĩ, chẳng lẽ mọi chuyện đều nằm trong tính toán của trương đại ma đầu. Bao gồm cả sự bốc đồng và hấp tấp của nàng. Ánh mắt vân phiến công tử lóe lên. Quả nhiên, mình chính là không thắng nổi trương đại ma đầu. Xem người ta tính toán đến mức nào, e là lời xin lỗi của bọn họ hôm nay cũng nằm trong dự liệu của trương đại ma đầu quá đáng sợ vừa rồi diễn xuất của trương đại ma đầu thật tuyệt trương mạc im lặng một lát sau đó quay đầu nói được rồi chư vị nếu không sao đâu các ngươi có thể về rồi vệ thành sẽ không mất đâu trương mạc nói rất bình tĩnh nhưng trong lòng mọi người lại như sấm sét lập chiến lược và giành chiến thắng cách xa hàng ngàn dặm có ý nghĩa gì trương đại ma đầu khủng bố như vậy. Vệ thành Hùng vô địch nhìn Trương Tông chủ hài lòng đóng hư ảnh lại, không khỏi thở vào nhẹ nhõm. Quả nhiên, mọi thứ đều nằm trong tính toán của Tông chủ, ngay cả việc chúng ta có thể lấy lại vệ thành khi nào cũng đều tính đến rồi. Hùng vô địch đầy vẻ khâm phục. Theo chân Tông chủ như thế này, quả thực không cần phải lo lắng quá nhiều. Hắn nghĩ nghĩ, nếu đổi lại là mình, e rằng đã sớm thua đến mức mất cả quần rồi khoảng cách quá xa. Cùng là người từng làm tông chủ, sao trình độ lại chênh lệch quá lớn như vậy, đáng tiếc, tông chủ không thích giải thích nhiều, thích để người khác đoán già đoán non. Nếu một ngày nào đó tông chủ có thể giảng giải cặn kẽ cho họ về cách sử dụng, mưu kế, thì tốt biết mấy. Diệu Ly cũng ở bên cạnh tháng phục nói mưu kế của tông chủ, sâu như biển cả vậy. Hùng vô địch đáp đáng tiếc, tông chủ không nói tiếp theo chúng ta nên làm gì diệu ly cười nói còn phải nói sao bây giờ vệ thành đã là của chúng ta rồi ta nghĩ tông chủ muốn chính là cục diện này việc mà hoàng tuyền cốt ma không làm được tông chủ chỉ cần dùng một chút thủ đoạn là làm được bây giờ không chỉ có hoàng tuyền cốt ma nghiến răng nghiến lợi e rằng trong thành có biết bao nhiêu người phải run rẩy rồi mắt hùng vô địch sáng lên nói có lý chúng ta chiếm được vệ thành nguyên môn e rằng cũng sợ chết khiếp rồi chúng ước chừng sẽ ăn không ngon ngủ không yên. Liên quân chính đạo trong vệ thành giờ thì không còn một món nào rồi. Hắc hắc, chúng ta chính chính đáng đáng lấy lại mà. Ai cũng không tìm ra lý do để can thiệp. Tông chủ đúng là tông chủ, cục diện hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát. Theo ta thấy, một ván này của tông chủ e rằng không đơn giản đâu. Trong mắt Diệu Ly lóe lên ánh sáng khác thường. Nàng vừa nói vậy, hùng vô địch cũng phản ứng lại. Vỗ đùi một cái, nói đúng vậy, tông chủ đây là định giết chết hoàng tuyền cốt ma xong, lại giết chết nguyên môn. Quả thực là muốn cất cánh bay cao. Còn không phải bay đơn, mà là bay đôi. Diệu Ly nói một mũi tên trúng hai đích. Không đúng, ta bị ngươi làm hư rồi, phải là một mũi tên trúng hai con chim mới đúng. Chúng ta phải trông coi vệ thành cho tốt. Đang nói, bạch diện quân sư chạy nhanh tới, Nói trưởng lão, hai vị trưởng lão, tìm được Hỏa Vân trưởng lão của Nguyên môn rồi, nghe vậy, Hùng vô địch mỉm cười nói còn sống không? Bạch Diện nhỏ giọng nói, còn hơi thở, trưởng lão, có cần. Bạch Diện làm một động tác cắt đầu. Hùng vô địch vội vàng khoát tay nói đừng làm bậy. Đừng gây rắc rối cho tông chủ. Dù sao cũng là ngũ trưởng lão của Nguyên môn, Nguyên môn cũng không còn mấy người diệu ly nghĩ nghĩ rồi nói bất kể hắn bị thương thế nào hãy để những tu sĩ còn lại của liên quân chính đạo đưa hắn trở về thành bạch diện nghe xong liền hiểu vỗ tay khen tuyệt diệu ly trưởng lão ta không phải nói ngươi ta là nói mưu kế này của ngươi tuyệt như vậy vệ thành chỉ còn lại người của thiên ma tông chúng ta diệu ly cười gật đầu hùng vô địch cũng nói theo cứ theo lời diệu ly trưởng lão nói mà làm đuổi bọn chúng đi ta nghĩ chúng hẳn là rất vui lòng số người còn lại của chúng nhìn thấy chúng ta đều sợ rồi bạch diện nói theo đúng vậy những tu sĩ chính đạo này bây giờ nhìn thấy chúng ta giống như chuột thấy mèo vậy sợ chúng ta làm gì họ lắm đùa à chúng ta có phải loại người thừa nước đục thả câu không bạch diện vừa dứt lời hùng vô địch diệu ly đều cười theo bởi vì câu trả lời rất đơn giản họ thực sự là như vậy đi thôi đi thôi đừng để lại người nào, đuổi hết đi. Vâng, trưởng lão, bạch diện vội vàng sắp xếp. Không lâu sau, một đám tu sĩ nguyên môn khiên hỏa vân trưởng lão nhanh chóng rời đi, như thể khoảnh khắc tiếp theo hùng vô địch bọn người sẽ ăn thịt họ vậy. Không cần bạch diện nói lại lần thứ hai, những tu sĩ chính đạo còn lại đều bỏ chạy hết. Vệ thành rộng lớn, giờ chính thức tuyên bố do thiên ma tông tiếp quản. Mãi cho đến khi vệ thành biến thành một chấm đen nhỏ trong tầm mắt các tu sĩ chính đạo mới dừng chân lại. Không đuổi theo chứ, không có. Thiên ma tông đúng là có quy củ, còn chưa ra tay tàn độc, trương đại ma đầu lợi hại thật, điều động nhân thủ trước, không ai nhìn ra được. Làm sao hắn biết được thành vệ sẽ bị tập kích chứ, đừng nói nữa. Ta nghe nói, chuyện mở cổng thành, hình như là do hỏa vân trưởng. Xuyệt. Chuyện không có bằng chứng thì ít nói thôi, cho dù lời đồn là thật, cũng không đến lượt chúng ta phán xét trở về tông môn mọi chuyện do tân môn chủ quyết định vâng đám người một lần nữa tăng tốc không dừng lại nơi khác bên ngoài vệ thành một đám quân bại trận cũng nhìn về phía vệ thành chờ tin tức từ thám tử mang về người cầm đầu chính là cung ý tứ trưởng lão của nguyên môn đang bị thương nặng hắn không chết cũng dẫn mọi người giết ra một con đường máu nhưng vết thương hắn phải chịu thực sự sắp cướp đi mạng sống của hắn. Toàn thân áo giáp đều lồi lõm, đây đều là những vết tích còn sót lại trong trận đại chiến với thi quỷ. Vài vạn thi quỷ, cảnh tượng liên hoàng thi bạo đủ sức chấn động lòng người, thêm vào đó là huyết vũ nguyền rũ cùng đại địa ăn mòn, đám người họ có thể sống sót, thực sự có thể nói là may mắn. Hoàng tuyền cốt ma hiển nhiên cũng gần như hoàn thành nhiệm vụ. Trực tiếp lấy vài vạn thi quỷ ngưng trận, nổ một lần, quả thực có khí phách thi quỷ nổ thành mưa máu đen, không thể sử dụng lại được nữa. Không cần đoán, cung ý cũng có thể nghĩ ra, hoàng tuyền cốt ma chắc chắn muốn chiếm lấy vệ thành, nếu không thì việc mua bán này sẽ lỗ vốn. Báo cáo, hiện đã điều tra rõ. Đêm qua vệ thành bị quân đoàn thi quỷ tập kích, suýt mất thành. Sau đó, tinh nhuệ của thiên ma tông quay trở lại, thế trận kẹp giữa trong và ngoài thành, chiếm lại thành trì. Hiện tại thi quỷ đã bị tiêu diệt, đang trong quá trình dọn dẹp hoàn tuyền cốt ma không rõ tung tích hỏa vân trưởng lão cùng các đồng môn còn lại đã rời khỏi thành vệ trở về kinh thành để điều chỉnh lại cung ý nghe xong tin tức không nhúc nhích tiếp theo cung ý giơ tay chỉ về phía trước rồi lại nằm xuống những người bên dưới rõ ràng không hiểu lắm về ngôn ngữ ký hiệu của cung ý hóa ra những tu sĩ nguyên môn hiểu biết đã chết ngẩn người một lúc mới nói trưởng lão có lệnh quay về thành trì, nghe vậy, cung ý lập tức lo lắng ra hiệu một trận nữa. Vài người bên cạnh hoàn toàn ngơ ngác, ngươi đang ra hiệu gì vậy? Xác định không phải bị chuột rút chứ, thấy những người khác đều không hiểu ngôn ngữ ký hiệu của mình, cung ý cuối cùng cũng lên tiếng quay về kinh thành, giọng nói đó, vô cùng bén nhọn, hoặc nghe còn tưởng là tiếng mũi đánh rắm. Ngươi nói gì cơ, vài người đưa đầu lại gần, cung ý lớn tiếng nói quay về kinh thành, giọng nói nhỏ như thái giám, giống như con gà bị bóp cổ. cảm thấy cung ý trưởng lão sẽ nói chuyện. chỉ là giọng nói khó nghe đến thái quá. thôi, ngươi vẫn im miệng đi. trưởng lão có lệnh, quay về kinh thành. mọi người một lần nữa khiên cung ý lên, vòng qua thành trì, lén lút tiến về kinh thành. cung ý cũng không còn cách nào khác, tình trạng hiện tại của hắn không thể đến thành trì. nếu thiên ma tông có ý định gì thì hắn sợ rằng mình cũng sẽ chết không toàn thây. ôi thua rồi, thua hoàn toàn rồi, theo hắn thấy, trận chiến này chỉ có thiên ma tông là người chiến thắng, hoàng tuyền cốt ma và nguyên môn đều thua đến mức chỉ còn quần lót. Hôm nay tiếp tục chia sẻ cảm nhận khi đọc sách. Bản tôn đọc đến bộ, nữ hoa vá trời. Thiên này, cơ bản có thể tóm tắt như sau. Nữ hoa khóc than, trời cao có mắt, trích từ chương 6549, nhật ký của ta, thiên địa vô thượng thánh ma, trương ma thần tin tức chiến trường luôn truyền đi rất nhanh hai ngày sau toàn bộ kinh thành đều biết về trận công phòng vệ thành này các báo khác đưa tin về sự việc này đều tỏ ra rất khiêm tốn chẳng hạn như báo thánh đạo căn bản không đề cập đến chuyện này hoặc như báo chính đạo chỉ nói một lúc sau về tình hình viết trận thảm bại của liên quân chính đạo thành thua trận nhỏ phải nói rằng sự tinh tế của ngôn từ nằm ở đây chữ nhỏ này nhìn trương mạc cũng suýt cười thành tiếng. Báo hổ nguyên căn bản không quan tâm đến những điều này, mở đầu bằng một tiêu đề lớn. Xem chính đạo, lần lượt tử trận. Luận về phong, về tao nhã, vẫn thuộc về thánh vương. Căn bản không nể mặt thánh nữ nguyên môn, trực tiếp bắt đầu viết dài về trận chiến này diễn ra như thế nào. Cái gì, tập kích hoàng tuyền, tặng tặng tặng, cái gì, vệ thành thất thủ, trộn trộn trộn, cái gì, mưa đêm thu thành, bắn bắn bắn, cái gì, trương đại tông chủ, trâu trâu trâu, trận chiến này, nhìn vào là thấy trương đại tông chủ một mình điều khiển bàn cờ, tính toán không sai một ly. Thêm vào đó, báo hổ nguyên lại thêm dầu vào lửa, khiến chính đạo cũng tốt, hồn tông cũng vậy, đều trở thành rác rưởi Chỉ có trương đại tông chủ, mới là thánh quan phổ chiếu, chủ nhân cứu thế. Tháng phục đi, những kẻ phàm trần ngu ngốc, các ngươi chỉ có thể quỳ trên mặt đất cầu xin sự thương xót của trương tông chủ. Rùng mình đi, hoàng tuyền cốt ma nhỏ bé, ngươi chỉ xứng bị giết bị đùa giỡn, rồi một ngày nào đó sẽ chết như kiến hôi. Quỳ xuống đi, quân liên minh chính đạo và nguyên môn, các ngươi còn chưa khuất phục dưới chân trương đại tông chủ, chờ đợi sự cứu vớt của trương đại tông chủ. Bỏ cuộc đi, những kẻ vẫn còn ngoan cố, các ngươi tiếp tục bị trương đại tông chủ đối phó, chỉ có một con đường diệt vong báo hổ nguyên hận không thể đang chỗ thổi phòng trương mạc thành thần linh. Nhưng phải nói rằng, cho dù có người muốn nghi ngờ, nhìn thấy trình độ thần cơ diệu toán của trương đại ma đầu này, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn ngậm miệng. Thánh vương, họ dù không muốn thừa nhận, nhưng trong lòng cũng hiểu rõ, hiện tại người có thể cứu vãn đô thành và hạ quốc, thật sự chỉ có trương đại ma đầu, đúng rồi, bây giờ người ta gọi là thiên thánh vương. Còn về nguyên môn, còn về quân liên minh chính đạo nhìn các ngươi đánh trận này, thật mất mặt. Thật mất mặt. Ghê tởm, thật ghê tởm, còn muốn để cho bách tính nhớ ơn các ngươi sao? Đánh thành ra cái dạng chết tiệt này, thật khiến người ta không nói nên lời. Báo hổ nguyên trực tiếp gọi thánh nữ là, tặng nữ, đưa tin như vậy, đương nhiên là khiến thánh nữ tức đến mức muốn nổ tung. Nếu như trước đây, chắc chắn sẽ trực tiếp đóng cửa báo hổ nguyên để giải quyết vấn đề. Nhưng bây giờ, dù sao cũng vẫn đang trong liên minh. Đặc biệt là không thể đắc tội với trương mạc, báo hổ nguyên đương nhiên không dám đóng cửa. Trong tình huống như vậy, báo hổ nguyên bắt đầu mở rộng rãi rãi, chắc chắn là gần đây lão Lý rất vui mừng. Tông chủ đi một chuyến đến Đô Thành, toàn quốc báo hổ nguyên đều có thể bán bình thường. Tiền nhỏ đều phải đếm đến mềm tay. 108 phòng phu nhân của lão Lý, trực tiếp có thể cân nhắc tiến thêm một bậc, đổi thành 365 người mới. than ôi, không thắng nổi sức lực, không còn sức thuốc. Đô Thành, trong khách sạn. Thanh Tiên nhìn báo hỗn nguyên, cũng không khỏi cảm thán Hai ngày gần đây, Chu Tông chủ bọn họ đều không thúc giục nàng đi trộm đại đạo, hiển nhiên cũng bị tin tức này làm chấn động. Trương Đại Ma Đầu, thật sự có năng lực thần quỷ khó lường, nếu như Trương Đại Ma Đầu thực sự đáng sợ như vậy, vậy thì chút thủ đoạn này của nàng chẳng phải đã sớm bị nhìn thấu rồi sao không thể không thể nhất định là báo chí đã phóng đại bà đây không tin trên đời này lại có người thần thánh như vậy lại còn là một ma tu bình tĩnh lại thanh tiên vẫn quyết định giải quyết sớm cho xong ở bên cạnh trương đại ma đầu thêm một ngày thì nguy hiểm tăng thêm một phần hiện tại xem ra cục diện đã do trương đại ma đầu định đoạt vậy thì tiếp theo có khả năng Trương đại ma đầu sẽ tiến thêm một bước nữa để cả hạ quốc này cũng do hắn định đoạt tên ma đầu này giả tâm không nhỏ quả nhiên người lợi hại chỗ nào cũng lợi hại mau tới thêm một đợt nữa đi thanh tiên buông tờ báo xuống bắt đầu chuẩn bị rút kinh nghiệm từ lần trước thanh tiên cho rằng thất bại của mình chủ yếu là không thể khiến trương đại ma đầu phá phòng cũng chính là lúc hắn giao đấu với trương đại ma đầu song phương đều triển khai hết khả năng, trương đại ma đầu ở phương diện chiêu thức thì hơn hẳn một bậc. Nghĩ kỹ lại, trương đại ma đầu có lẽ chỉ có một chiêu. Đó chính là, cứng, chỉ cần phá được chiêu này của hắn, thì khả năng thành công sẽ rất lớn. Hiểu rõ được điều này, lần này thanh tiên đã phải bỏ vốn liếng, đem cả linh dược mà mình vẫn luôn không nỡ dùng ra. Kỳ lân huyết phấn, bản tôn chủ ở ma tông nhiều năm như vậy, rất ít khi có phát hiện trọng đại. Hôm nay ghi lại một tuyệt chiêu. Bản tôn chủ phát hiện ra rằng, khi con người có đầu, có thể đi ỉa, thậm chí có thể bị dọa đến mức ỉa ra quần. Nhưng sau khi đầu của hắn bị chặt đứt thì sẽ không thể nữa. Điều này chứng tỏ điều gì, đúng vậy, đầu của một số người chứa đầy phân. Trích từ chương 6.827, nhật ký của ta, thiên địa vô thượng thánh ma, trương ma thần. Thứ này chỉ cần sử dụng, thì trong một khoảng thời gian nhất định, có thể tăng cường cường độ thân thể một cách đáng kể. Thanh tiên định sẽ cùng trương đại ma đầu đại chiến một trận, nhất định phải đánh cho trương đại ma đầu, mềm nhũng, ra mới thôi. Tất nhiên, có thứ này hỗ trợ, pháp môn cửu thải của thanh tiên cũng sẽ phát huy đến mức tối đa. Thanh tiên sẽ tung ra tuyệt chiêu thực sự để đối đầu với trương đại ma đầu. Pháp môn cửu thải thức thứ 10, lần này, thanh tiên không định chia đều tu vi, nàng định sẽ hút hết tu vi của trương đại ma đầu sau đó thừa lúc trương đại ma đầu không xong lại dùng mê tình phương pháp dụ dỗ trương đại ma đầu nói mấu chốt của đại đạo sẽ không còn lần giao chiến tiếp theo nữa lần này không phải ngươi chết thì là ta vong trương đại ma đầu ngươi chờ đó cho ta mọi phía mây động sóng ngầm cuộn trào trong hoàng cung tên hoàng đế béo ú cũng đang ở nơi ẩn núp lắng nghe thuộc hạ bẩm báo trương đại ma đầu lợi hại thật tên hoàng đế béo ú mỉm cười hắn rất vui mừng vì phán đoán của mình là chính xác. Ngay ngày đầu tiên Trương Đại Ma Đầu đến Kinh Thành, hắn đã chạy đi dò xét một phen. Đó chính là lấy mạng ra để dò xét, thật sự nếu Trương Đại Ma Đầu hung tàn hơn một chút, thì hắn sẽ chết đang chỗ. Nhưng kết quả dò xét rất tốt, Trương Đại Ma Đầu rõ ràng là một người cực kỳ thông minh. Thậm chí có thể hắn đã nhìn thấu sự ngụy trang của trẫm ngay từ lúc đó nếu không thì sao hắn lại giả vờ ra vẻ không để tâm như vậy có khả năng trương đại ma đầu không hề giả vờ hiện tại trương đại ma đầu quả nhiên đã nắm giữ cục diện vậy thì những lần tỏ ra thân thiện trước đó của trẫm có thể phát huy tác dụng rồi người đâu một tiếng gọi âm thầm có bóng người xuất hiện lặng lẽ đứng yên tên hoàng đế béo ú chậm rãi nói có thể tiếp xúc với trương tông chủ rồi hiểu chưa biết phải làm thế nào chưa vâng bệ hạ ta sẽ cho trương tông chủ biết trong kinh thành không phải hoàn toàn đều là kẻ địch cốt lắm tên hoàng đế béo ú gật đầu bóng người âm thầm lập tức biến mất không thấy tiếp xúc cũng chỉ là hơi tiếp xúc thôi không có cách nào nguyên môn đó là sói trương đại ma đầu cũng không phải là cừu non trẫm đã bỏ ra cái giá lớn như vậy muốn thoát khỏi nguyên môn lấy lại quyền lực nhưng nếu nguyên môn không còn lại xuất hiện một trương đại ma đầu còn có thể nắm giữ mọi thứ hơn, chẳng phải là lỗ vốn sao. Bây giờ còn phải bố trí, còn phải xoay sở. Mọi thứ vẫn chưa đến lúc giải quyết. Kim tốn, vẫn phải tiếp tục kim tốn ngụy trang. Bệ hạ mập mạp chết tiệt nắm chặt tay, chỉ sợ mình sắp không nhịn được nữa rồi. Chớp mắt lại thêm hai ngày trôi qua. Liên quân chính đạo trở về Kinh Thành. Không có tiếng hoan hô và tiếng vỗ tay chào đón họ bản thân họ cũng biết mình mất mặt, nên còn cố ý chọn buổi tối để vào thành. Binh lính canh thành suýt chút nữa đã giết họ như diệt xác sống, cung tên đã dương sẵn. Nếu không phải họ hét lớn mấy tiếng, còn đưa ra lệnh bài của nguyên môn, thì e rằng ngay cả cổng thành cũng không vào được. Phải nói rằng, lúc này bộ dạng của liên quân chính đạo chẳng khác gì xác sống. Người thì tàn phế, người thì đầy máu, người thì mặt mày méo mó, người thì nửa sống nửa chết với bộ dạng như vậy nếu để cho người dân kinh thành nhìn thấy chắc chắn sẽ làm lung lay lòng dân bản thân họ cũng biết lúc này không thể gặp người nên sau khi vào thành họ liền phi ngựa thẳng đến nguyên môn nói thật khi họ nhìn thấy thánh nữ và vân phiến công tử họ thực sự không nhịn được nữa đừng nói đến chuyện trách lấy gì đó một đám đại lão gia cứ thế khóc lóc thảm thiết trong nguyên môn nếu không phải thánh nữ có mặt ở đó có lẽ họ còn phải thốt lên thánh nữ hại ta, thánh nữ nhìn thấy họ khóc như vậy, trong lòng cũng cảm thấy mình già đi mấy chục tuổi. Xin lỗi thì vô dụng, người ta cũng không sống lại được. Không xin lỗi thì trong lòng lại vô cùng xấu hổ. Việc của môn chủ, quả nhiên không phải ai cũng làm được. Ngồi ngẩn người ở một bên, nước mắt thánh nữ cũng sắp rơi xuống. Mãi đến khi Vân Phiến công tử cùng mọi người an ủi họ một hồi, tiếng khóc mới dừng lại sau đó đưa từng người rời đi, nhanh chóng chữa thương nghỉ ngơi. Đặc biệt là hỏa vân trưởng lão, còn phái người chuyên môn trong non. Một là vì hỏa vân trưởng lão dường như cũng bị thương không nhẹ. Thứ hai, họ cũng nghe được một số lời đồn thổi. Mặc dù không tin, nhưng cũng phải cẩn thận. Đêm đến, thánh nữ và vân phiến công tử đều đến xem hỏa vân trưởng lão chữa thương. Kiểm tra một hồi, cả thương tích bên trong lẫn bên ngoài đều có, nhưng đều không nguy hiểm đến tính mạng cũng không có vết thương nào đặc biệt nghiêm trọng theo cách chữa trị của nguyên môn chỉ cần vài ngày nữa hỏa vân trưởng lão sẽ có thể tỉnh lại còn lại không phát hiện ra điều gì khác thánh nữ gật đầu sau đó cùng vân phiến công tử bước ra khỏi phòng hai người chưa đi được bao xa thì dừng lại thánh nữ đứng ở hành lang ngẩng đầu nhìn về phía chân trời ánh trăng lạnh lẽo ánh mắt hơi động thánh nữ nói vân phiến sư đệ bây giờ chắc ngươi rất hận ta phải không vân phiến công tử thở dài nói nhưng vô thập toàn môn chủ nói quá lời rồi trong lòng ta không hận chỉ có hối hận mà thôi ta nên suy nghĩ chu toàn hơn cho môn chủ thánh nhân cười khổ nói thật ra ngươi đáng lẽ phải là môn chủ sư phụ hắn đã sai rồi lẽ ra hắn không nên để lại vị trí môn chủ cho ta mà là cho ngươi ngươi là sự lựa chọn môn chủ tốt nhất của tông môn ngươi là đại đệ tử ngươi luôn có uy tín thận trọng khôn ngoan và dũng cảm có tu vi tốt vân phiến công tử ngắt lời thánh nữ môn chủ lão môn chủ tự nhiên có sự cân nhắc của riêng mình thánh nữ quay đầu nhìn vân phiến công tử một cái rồi nói ngươi có biết tại sao sư tôn không chọn ngươi không vân phiến công tử suy nghĩ một chút rồi nói có lẽ là vì thất bại ở thanh quận phải không thánh nữ gật đầu nói đúng vậy Sư Tôn cho rằng ngươi không phải là đối thủ của Trương Đại Ma Đầu, nên không cân nhắc đến việc để ngươi kế nhiệm vị trí tông chủ. Nguyên văn của Sư Tôn là nguyên môn không cần một môn chủ từng thất bại. Vân phiến công tử cười nhẹ, Sư Tôn nói không sai. Thánh nữ lắc đầu nói ngài ấy đã sai, ai gặp phải Trương Đại Ma Đầu cũng phải thất bại. Tên ma này, chính là một kẻ biến thái, vân phiến công tử vô cùng đồng tình gật đầu thánh nữ tiếp tục nói hóa ra là do ta quá ngang ngược quá kiêu ngạo luôn cho rằng chỉ bằng chút trí tuệ này của mình ta có thể thắng được trương đại ma đầu thắng được hồn tông ta đã nông cạn căn bản không biết sự đáng sợ của đại ma đầu bây giờ ta cảm thấy sâu sắc rằng chỉ bằng bản lĩnh của mình cả đời này cũng không thể thắng được trương đại ma đầu cho nên thánh nữ quay người đối mặt với vân phiến công tử chắp tay cúi đầu Vân Phiến công tử vội vàng đỡ lấy nàng nói: "Môn chủ, ngươi làm gì vậy? Thánh nữ đáp: Ta đã quỳ xuống xin lỗi Trương đại ma đầu. Xin lỗi người nhà thì có là gì? Xin hãy tha thứ cho sự tự phụ của ta, bây giờ ta sẽ không như vậy nữa." Vân Phiến sư đệ, ngươi phải giúp ta, không có ngươi, ta thua chắc rồi." Vân Phiến công tử ánh mắt dao động, nói: "Môn chủ." Thánh nữ đáp: "Đừng gọi ta là môn chủ, ngươi vẫn nên gọi ta là sư tỷ đi." nếu ta chết vị trí môn chủ sẽ là của ngươi nạp lan sư muội e rằng cũng không tiếp nhận được vị trí này đâu vân phiến sư đệ ngươi nhất định phải giúp ta giúp nguyên môn giúp chính đạo vân phiến công tử cuối người đáp vân phiến nhất định sẽ dốc hết sức hai người ngẩng đầu nhìn nhau cười xóa bỏ hiềm khích thánh nữ vỗ vai vân phiến công tử sau đó nói linh bài môn chủ ở chỗ sư muội nạp lan vài ngày nữa ta sẽ nhờ người lấy lại cho ngươi Vân Phiến công tử cười nói không quan trọng. Thắng ván này trước đã. Người nói với cục diện hiện tại, tiếp theo Trương Đại Ma đầu sẽ làm gì? Vân Phiến công tử suy nghĩ rồi đáp, không biết, nhưng có thể khẳng định rằng Trương Đại Ma đầu chắc chắn đang mưu tính toàn cục, thậm chí tính toán từng ly từng tí. Cục diện này, hắn đã thành thế. Vệ thành trong tay, liên quân chính đạo đã tan rã, kế hoạch của Hoàng Tuyền Cốt Ma thất bại, thì quỷ tiêu hao quá nữa. Hiện tại trương đại ma đầu thực sự nắm chắc phần thắng. Thánh nữ thở dài nói quả là lợi hại. Trương đại ma đầu coi như tính chết cả nguyên môn và hoàng tuyền cốt ma. Hắn rốt cuộc có tham vọng lớn đến mức nào? Tiếp theo có đánh nguyên môn không? Trực tiếp chiếm lấy thiên hạ, vân phiến công tử mở quạt xếp, bắt đầu đi qua đi lại. Suy nghĩ một hồi, vân phiến công tử nói tạm thời sẽ không. Hoàng tuyền cốt ma chưa chết, hắn sẽ không ra tay tàn nhẫn với nguyên môn ha ha lúc này chúng ta phải hy vọng hoàng tuyền cốt ma đừng bị trương đại ma đầu bắt quá nhanh một khi hoàng tuyền cốt ma chết có thể khẳng định rằng tiếp theo trương đại ma đầu sẽ ra tay với chúng ta vậy bây giờ chúng ta phải làm gì thánh nữ lại hỏi vân phiến công tử suy nghĩ rồi nói nhẫn nhịn bất kể trương đại ma đầu bảo chúng ta làm gì chúng ta đều phải đồng ý phải để trương đại ma đầu cảm thấy chúng ta đã hoàn toàn không xong rồi không có chút năng lực phản kháng nào. Đã có ý định đầu hàng. Làm tê liệt hắn, làm hắn mất cảnh giác, để hắn giải quyết hoàn tuyền cốt ma. Sau đó, chúng ta sẽ âm thầm tập hợp lực lượng, chuẩn bị cho đòn kết liễu cuối cùng. Đòn kết liễu cuối cùng. Ý ngươi là còn phải đối đầu trực diện với hắn sao, thánh nữ hơi há miệng. Nàng thực sự có chút sợ trương đại ma đầu. Vân phiến công tử nói đúng vậy đối đầu với hắn là chuyện không thể tránh khỏi, trừ khi chúng ta thực sự đầu hàng. Có câu nói rằng, thất bại là mẹ thành công. Vì vậy, những người thành công ngay từ lần đầu tiên, đều là trẻ mồ côi cả. Trích từ chương 5193, nhật ký của ta, thiên địa vô thượng thánh ma, trương ma thần. Khó quá! Với lực lượng hiện tại của chúng ta, e rằng không thể lay chuyển được trương đại ma đầu chút nào, hỏa vân trưởng lão bị thương, cung ý trưởng lão cũng không biết đi đâu. Đánh thế nào đây? Thánh nữ lắc đầu nói. Vân phiến công tử nghiến răng nói khó cũng phải làm. Tìm thêm người, những nghĩa sĩ ẩn núp âm thầm, liên lạc với họ. Còn triều đình bên kia thì? Nói đến triều đình, thánh nữ đột nhiên ngắt lời triều đình bên kia, ngươi có cảm thấy có gì đó không ổn không? Vân phiến công tử sửng sốt một chút, nói có vấn đề gì không? Thánh nữ nói ta luôn cảm thấy có người đang phá hoại ở đó. Lần trước chuyện ở Tiểu Hoàng Thiên, không biết bị ai phá hỏng. Vân Phiến công tử nhỏ giọng nói sư tỷ, ý của ngươi là có người muốn thừa nước đục thả câu, thánh nhân khịt mũi nói tuy trình độ mưu lược của ta chỉ ở mức trung bình, nhưng ta cũng biết, một khi nguyên môn suy yếu, sẽ có một số người sẵn sàng ra tay. Tuy nhiên, không rõ có bao nhiêu người và họ là ai. Vân Phiến công tử đảo mắt nói còn chuyện này nữa vậy thì ta cần phải suy tính lại một lần nữa. Sư tỷ có thể cho ta xem tất cả tin tức của tông môn không? Thánh nữ gật đầu nói cứ tùy ý xem, sau này đều là của ngươi. Vâng. Sư tỷ nghỉ ngơi sớm, ván cờ này vẫn chưa kết thúc đâu, vân phiến công tử chắp tay vái chào, rồi nhanh chân rời đi. Thánh nữ vẫn nhìn theo vân phiến công tử đi xa, mới thở dài một tiếng, rồi quay trở về phòng ngủ của mình. Đuổi lui tu sĩ ở cửa ra ngoài, thánh nữ bước vào phòng ngủ, chán nản ngồi xuống ghế. Nhẫn, chữ này, thật là quá khó. Nàng vừa nhìn thấy khuôn mặt của trương đại ma đầu, liền muốn xé nát hắn, rồi đặt xuống đất mà dẫm, dẫm nát, cuối cùng đốt chết hắn bằng lửa. Thánh nữ lẩm bẩm khó quá, vừa dứt lời, thánh nữ đột nhiên nghe thấy tiếng cười bên cạnh. Khó đến bước nào, nói cho bổn tôn nghe xem, thánh nữ đột ngột đứng dậy, nguyên khí chiếu sáng xung quanh, rồi định gọi người nhưng ngay sau đó nàng lại nhìn thấy một thân ảnh mặc áo bạc từ từ xuất hiện ngay lập tức thánh nữ kinh ngạc nói thần cung đối phương nhẹ nhàng lắc đầu ra hiệu cho nàng nhỏ giọng một chút ngay sau đó tiếp tục nói thần linh đã nghe thấy lời cầu xin của ngươi phái ta đến cứu ngươi nói đi thánh nữ của ta bên kia trương mạc dương sở lão cẩu đều nhìn chằm chằm vào thứ trước mặt ba cao tầng của thiên ma tông dường như đều rơi vào cảnh khó khăn. Tình hình hiện tại, có chút khó giải quyết, đúng vậy, không cẩn thận là xong đời, tông chủ, ngươi chắc chắn không muốn cái này sao, trương mặt liếc nhìn hai người, khinh thường nói nhanh lên nào, hai người các ngươi thật vô dụng, chuyện vặt vảnh này còn phải nghiên cứu đến bao giờ, dương sở cắn răng nói được, ta liều mạng đây, dù sao cũng chỉ có chết thôi mà. Tám ống, trương mặt đẩy bài, cười ha hả, sau đó đưa tay cướp lấy vàng trên bàn của dương sở. Công chủ, ngươi chỉ thắng có hai lượng thôi mà, sao ngươi lại lấy của ta một thỏi vàng chứ? Trương Mạc Trừng Mắt nói ngươi tự tính xem nợ ta bao nhiêu ván rồi, buông ra, đừng để ta chém ngươi, Trương Mạc nói xong liền lấy lệnh bài ra khỏi quần. Hai người này, thật sự là người nào cũng không biết điều. Đánh mạc trượt, vừa liếc trộm, vừa ăn gian, đáng ghét nhất là còn ăn trộm bài. Đánh mãi đánh mãi, Mạc trượt đã thiếu mất mười mấy quân, thế mà còn không chịu nhận. Bất đắc dĩ, bản tông chủ phải lấy lệnh bài ra, làm nhục, bọn chúng mới chịu nhã quân Mạc trượt ra khỏi miệng chó. Đúng là chó không nhả được ngà voi, còn không nhả được cả bát vạn. Xếp bài xếp bài, tiếp tục nào. Bản tông chủ đang hăng lắm đây. Phúc muội lấy cho ta một bộ mạc trượt nữa, phải bằng sắt, bộ này đã bị lão cẩu này cắn hỏng rồi, tôn chủ trương rất vui vẻ, vàng bạc trước mặt sắp chất thành núi nhỏ. Hai ngày này, Trương Mạc chẳng buồn đi đâu, ở nhà lại quá chán, dứt khoát làm việc sớm. Kết quả không biết là lão cẩu hay dương sở đề nghị đánh mạc trượt, Trương Mạc lập tức nghiện, rất nhanh đã thành thạo. Quan trọng nhất là, ván nào hắn cũng thắng. Mọi kiểu ù lớn hắn đều đã thấy. Dương sở và lão cẩu lúc đầu chơi với Trương Mạc, còn suy nghĩ việc để tôn chủ chơi vui vẻ, định nhường cho hắn, có chút ý tứ thì sẽ cho bài. Kết quả trương mạc vừa lên đã ù ba ván thiên, hai ván ù địa, đánh cho bọn họ choáng ván. Một vòng người vây quanh xem đánh bài, đều bị đánh phục. Quả là tông chủ, một ván cũng không thua. Đánh cho dương sở và lão cẩu toát mồ hôi hột. Quả là gặp ma, tông chủ rõ ràng cũng không dùng thủ pháp gì, cũng không dùng nguyên khí gì, năng lực gì. Sao bọn họ lại không thắng được ván nào? Đến cuối cùng, lão cẩu trực tiếp bắt đầu gian lận. Nuốt bài, đổi bài, thêm vào đó là con mắt chó vàng nhìn trộm bài của Trương Mạc. Có khả năng nào, ngưu đầu mã diện trong truyền thuyết là một loại mì đặc biệt ngon không, kết hợp với canh mạnh bà, thêm chút hắc bạch vô thường, chính là một bữa tiệc thượng hạng. Người ta gọi là Yến tiệc chi vương, Diêm vương. Trích từ chương 5444, nhật ký của ta, Thiên địa vô thượng thánh ma trương ma thần. Dương sở thậm chí còn dùng đến năng lực của quỷ thủ, xóa bài, giấu bài, trực tiếp xóa cửu vạn thành bài trắng. Nhưng dù như vậy, hai người bọn họ vẫn không thắng được. Đánh như vậy thật là ức chế, cứ thua mãi thì ai chịu được, hai người bọn họ rất muốn đổi người. Đáng tiếc những ma tu khác cũng không phải là đồ ngốc, thấy thế này, ai cũng giữ chặt tiền của mình. Đùa à, kiếm được chút tiền ở thanh lâu không dễ dàng gì, không thể để tông chủ thắng được nữa. Ú, trương mạc lại ù một ván thiên, dương sở trừng mắt như muốn rơi ra ngoài. Ta vừa mới xóa cho tôn chủ bảy tám quân bài trắng, đưa đến tận tay hắn rồi, thế mà hắn vẫn ù được. Lão cẩu vạn mông, miệng thì không dám nuốt bài nữa, nhưng mông thì nuốt được. Đáng tiếc hình như nuốt hơi nhiều, nhét không vào được. Tông chủ, tông chủ, cẩu gia, có tin tức, bỗng nhiên, có ma tu chạy đến, vội vàng đưa tờ giấy lên trương mạc lười xem tiếp tục xếp bài lão cẩu nhận lấy sau đó sắc mặt hơi đổi nói tông chủ có người muốn liên lạc với chúng ta ai vậy trương mạc không thèm ngẩng đầu lên lão cẩu nói hình như là người của triều đình nghe vậy dương sở đột ngột ngẩng đầu lên mắt sáng lên nói chuyện tốt đây xem ra có người muốn động thủ rồi lão cẩu lại nói tông chủ hay là ta đi tiếp xúc một chút Trương Mạc liếc nhìn hắn một cái nói ngươi muốn chạy đi. Thôi vậy, tiền để lại, người thì cút đi. Được thôi, lão cẩu như được đại xá, vội vàng đứng dậy, sau đó ầm ầm những quân bài rơi đầy đất. Mẹ kiếp. Trương Mạc đang định mắng, lão cẩu vội vàng chạy mất. Trương Mạc giơ tay chỉ, nói ngươi, lại đây, thay thế cẩu trưởng lão tiếp tục đánh bài, ma tu bị gọi tên nhất thời mặt cắt không còn giọt máu. Xong rồi, xong rồi, tiền mất rồi. Dương Sở ghé đầu lại, nhỏ giọng nói Tông chủ, bên vệ thành cũng đã kiểm kê xong, lần này quân đội thi quỷ của Hoàng Tuyền Cốt Ma bị tổn thất không ít. Bước tiếp theo chúng ta nên như thế nào? Trương Mạc cười nhẹ nói thế nào ư? Đương nhiên là để người khác tiếp tục đánh, chúng ta tiếp tục xem rồi. Bây giờ bản Tông chủ chính là thủ lĩnh của liên quân mà, Dương Sở hiểu ý gật đầu nói Tông chủ ngài quá thông minh, không bằng để Vân Phiến công tử đi đi hắn chết rồi sống lại đều được cả trương mạc cười gật đầu đánh ra một quân bài nói chung ở một nơi nào đó trong thành lão cẩu đi theo địa chỉ trên tờ giấy đi lòng vòng mãi cuối cùng cũng tìm thấy con hẻm nhỏ vô danh này nhìn qua thì thấy đây là nơi của những quan chức quyền quý đường phố sạch sẽ hai bên có lính gác các cửa hàng trên phố phần lớn đều là ngụy trang Lý do chính khiến lão cậu có thể nhìn ra được điều đó là vì những người bán hàng rong ở đây đều quá không chuyên nghiệp. Quán bán bánh bao đó, giống như một đống. Thôi bỏ đi, ảnh hưởng đến khẩu vị của bổn trưởng lão. Xuống xe ngựa, lão cậu đi thẳng vào ngõ hẻm. Ngay khoảnh khắc đó, lão cậu cảm thấy có ít nhất hàng chục đôi mắt đang nhìn chầm chầm vào mình. Trong số đó có một vài ánh mắt sắc như kiếm, khiến lão cậu cảm thấy lạnh cả người. Chà, lão cẩu suýt nữa thì bị dọa đến mức biến hình chỉ là nói chuyện thôi cần phải thế không ai cầu xin ai nhịn cơn tức giận lão cẩu đi vào ngõ hẻm vừa đi được nửa đường lão cẩu đã nhìn thấy ở cuối ngõ hẻm có một bóng đen sừng sững dường như đã chờ đợi từ lâu ma thiên tông cẩu trưởng lão thất kính thất kính nghe giọng nói có vẻ như là một lão giả lão cẩu suy nghĩ kỹ một chút cũng không nghĩ ra được người nào có thể đối chiếu được tiếp tục đi về phía trước chưa đi được ba bước ông lão liền nói lớn cậu trưởng lão dừng bước tốt hơn hết chúng ta đừng nên gặp nhau có một số chuyện chỉ thích hợp nói âm thầm nếu nhìn thấy ánh sáng có thể sẽ chết lão cẩu mở quạt xếp vừa phe phẩy vừa cười nói ta còn tưởng chỉ có thiên ma tông chúng ta thích hành sự âm thầm không ngờ các ngươi cũng thích à thời thế bất thường làm việc bất thường mà thôi ông lão không hề nao núng cười đáp lại lão cậu nói được rồi, được rồi. Muốn nói gì thì nói nhanh đi. Có phải muốn thoát khỏi nguyên môn không? Ông lão không ngờ lão cẩu vừa lên tiếng đã trực tiếp như vậy, liền ngẩn người ra. Một lát sau, người lão mới cười nói cậu trưởng lão nói chuyện thẳng thắn, nhưng có một số lời có nên hàm súc hơn không? Lão cẩu cười nói ngươi sợ gì? Khi nguyên môn cường thịnh, các ngươi không thoát được, không cách nào thoát ra được nhưng nguyên môn bây giờ thối nát đến mức nào các ngươi đã tận mắt nhìn thấy thiên hạ đã thay đổi hạ quốc không còn là hạ quốc của nguyên môn nữa phải đổi chủ mới ông lão vỗ tay nhẹ nhàng nói cẩu trưởng lão nói đúng trọng tâm vậy xin hỏi thiên hạ sẽ là của ma thiên tông sao lão cẩu trịnh trọng đáp đương nhiên là như vậy ông lão lại hỏi vậy ma thiên tông và nguyên môn có gì khác nhau dường như xét về danh tiếng thì ma tông còn tệ hơn một chút lão cẩu nghe vậy bỗng miễn cười nhẹ ngươi nói đúng nhìn bề ngoài thì đúng là như vậy vân phiến công tử của nguyên môn thậm chí còn đích thân đến thanh quận nói chuyện với tông chủ của chúng ta về lý do tại sao ma tông không thể trị thiên hạ rằng nhất định phải tẩy trắng thì mới có thể an thiên hạ ông lão nói nghe có vẻ rất có lý lão cẩu thu hồi cây quạt lại nói lời hắn nói quả thực có chút đạo lý nhưng đây chính là cơ hội của ngươi hãy thử nghĩ xem, một ngày nào đó thiên ma tông sẽ chinh phục được thiên hạ, nhưng lại không thể làm được việc tự mình cai trị hoàn toàn, liệu chúng ta có cần ai đó hợp tác với mình không? Ít nhất là ở bề ngoài, bảo trì ổn định. Thiên ma tông có thể bàn quan, là một tông môn xuất thế, mà các ngươi liền có thể cầm lại rất nhiều thứ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là, các ngươi phải biết điều. Lão giả đột nhiên im lặng, giữa những người thông minh, chỉ cần nói đến đó là đủ có những lời nói nói quá rõ ràng thì cũng giống như lời hứa mà bây giờ vẫn chưa đến lúc hứa hẹn một lát sau lão giả nói trương tông chủ cũng nghĩ vậy sao lão cẩu đáp ý nghĩ của tông chủ các ngươi cũng không cần phải suy đoán ta có thể nói cho các ngươi biết tông chủ có chí nuốt trọn trời đất bao trùm vũ trụ quét sạch vạn quốc một hạ quốc nhỏ bé tông chủ chưa chắc đã để vào mắt đầu ngẩng cao, lão cẩu hôm nay coi như đã giúp Trương Đại Tông chủ tỏ hết uy phong. Bất kể đối phương có tin hay không, dù sao thì cũng phải thổi phòng cho nổ tung. Có lẽ là bị lão cẩu thuyết phục, hoặc có lẽ là thực sự không thể nhìn nổi nữa. Lão giả đáp hy vọng mọi chuyện sẽ như lời ngươi nói. Lão cẩu, hôm nay ta không thể kết minh với ngươi, cũng sẽ không công khai giúp ngươi. Nhưng ta có thể hứa với ngươi một điều chỉ cần mọi chuyện theo như lời ngươi vừa nói, thì chúng ta sẽ là một phe. Chúng ta có thể không có nhiều thực lực. Nhưng có rất nhiều chuyện, có chúng ta thì có thể thông hành vô trở ngại. Có rất nhiều bí mật, cũng nằm trong tay chúng ta, ngươi muốn thì đều có thể lấy đi. Hơn nữa, chúng ta cũng đã chứng minh năng lực của mình rồi, chẳng hạn như, Trân Bảo Cát. Lời nói của lão giả có ý chỉ, lão cẩu gật đầu. Ồ, hóa ra tông chủ nói chính là các ngươi à được không tệ xem ra tông chủ cũng biết cuộc tiếp xúc này rồi quả nhiên không có gì có thể qua mắt được tông chủ lão cẩu đang thầm khen ngợi lão giả lại tiếp tục nói lão cẩu để bày tỏ thêm thành ý ta có thể tiết lộ cho ngươi thêm một chút tin tức quan trọng hẳn là cũng rất quan trọng đối với ngươi tin tức gì lão cẩu lạnh giọng hỏi lão cẩu lạnh lùng hỏi lão giả đáp là về một nữ tử nàng ta cũng là một trong mười mỹ nhân của hạ quốc ngày nay bên ngoài gọi là thanh tiên công pháp sở trường tên là huyền âm cửu thái là một môn song tu mạnh mẽ có thể đoạt tu vi của người khác mê hoặc lòng người mặc dù không phải ma tu nhưng lại càng quỷ dị và đáng sợ hơn ma tu cho đến nay những cao thủ chết dưới tay nàng ta không dưới một trăm thì cũng phải vài chục Gần đây, ả ta đang ở kinh thành, nhưng lại bị một đám tông môn chính đạo thuê, trà trộn vào bên cạnh một người nào đó. Lão Cẩu nghe càng lúc càng thấy không ổn, mười đại mỹ nhân, song tu, mê hoặc lòng người, chết tiệt, đây là nhằm vào ai vậy? Lão giả cuối cùng cũng từ từ nói thông tin quan trọng nhất. Bây giờ nàng ta có một biệt danh, do chính tông chủ của các ngươi đặt. Đại nữ, không sai chứ? Lão Cẩu, nếu ta là ngươi, thì bây giờ phải lập tức bắt lấy ả ta nếu không một khi ả ta trèo lên giường của trương tông chủ thì không ổn rồi trương tông chủ tuy tu vi cao thâm thủ đoạn tinh thâm nhưng chưa chắc đã chống lại được huyền âm cửu thái mạnh mẽ của đối phương nam nhân mà đối với mỹ nhân kế đều rất khó vượt qua cáo từ lão cẩu ngươi cũng nên tranh thủ thời gian trở về đi thân ảnh lão giả lóe lên trực tiếp biến mất khỏi góc hẻm lão cẩu nghe mà sửng sốt. Đại nữ, huyền âm cửu thái, còn là song tu vô địch. Làm sao có thể được, tông chủ nguy hiểm rồi, nhanh chóng chạy về, lão cẩu chỉ vài bước đã lên xe ngựa. Trở về, nhanh trở về. Tông chủ gặp nạn rồi, lão cẩu ta hôm nay liều mạng, phải giúp tông chủ vượt qua kiếp nạn này. Lão cẩu lạnh lùng nói. Lão cẩu liên tục sủa, cổ xe ngựa càng lao nhanh hơn, trên phố là một pha đờ rít đẹp mắt, suýt nữa cả ngựa lẫn xe ngựa đều bay ra ngoài. Tông chủ, để ta, nhiều người đều ghen tị với vẻ đẹp trai của bổn tông chủ. Nhưng đây là điều không thể ghen tị được. Con người sở dĩ đẹp là vì. Chỉ vì cha mẹ làm đẹp. Trích từ chương 6586, nhật ký của ta, thiên địa vô thượng thánh ma, trương ma thần. Quán trọ. Nhân lúc lão cẩu ra ngoài, trương mạc đã nhanh chóng thắng hết số vàng bạc trên tay bọn người dương sở dương sở đã hoàn toàn bắt đầu nằm ường ra đánh thế nào cũng thua vậy thì chơi cái quái gì nữa chứ bỗng nhiên lúc này dương sở nhìn thấy đại nữ bưng đồ ăn đi lên ngay lập tức dương sở nói tông chủ mệt rồi phải không mệt thì nghỉ ngơi sớm đi này đại nữ hầu hạ tông chủ nghỉ ngơi trương mạc ngẩng đầu lên vẻ mặt ngơ ngác nói ta mệt sao những ma tu khác xung quanh đều gật đầu nói tông chủ, ngài mệt rồi, tông chủ ngài nghỉ ngơi đi, sau đó dương sở vung tay, nhanh chóng thu dọn mặt trượt, thậm chí còn dọn cả bàn đi. Bọn người này chỉ sợ lát nữa mình cũng bị tông chủ kéo lên sàn đấu, vậy thì tiền bạc nhỏ nhoi sẽ không giữ được nữa. Trương Mạc nhìn bọn người này, vẻ mặt bất lực. Nói lớn, Trương Mạc nói chỉ thua chút tiền thôi mà, có đáng không? Phải làm được như bổn tông chủ, coi tiền bạc như phân mới được. Đợi đã, sao ta lại thấy thiếu chút vàng bạc thế này, ai lấy trộm của ta vậy? Phân các người cũng lấy trộm à, còn muốn mặt mũi không, gói vàng bạc vào bọc, trương mạc tiện tay ném vào giới chỉ tu di. Sau đó trương mạc quay đầu nhìn đại nữ. Ừm, vẫn lớn như trước. Thôi, thôi, bổn tông chủ cũng lười đánh bài với các người nữa. Nghĩ thì nghĩ, cút hết đi. Trương mạc phất tay, đám ma tu như được đại xá vội vàng bỏ đi vừa đi đám người vừa bàn tán đánh chết cũng không thể chơi bài với tông chủ quá tàn bạo chắc chắn là dùng phương pháp mà chúng ta không hiểu được tu vi cao thì cứ vênh váo rốt cuộc là công pháp gì mà lợi hại thế ta thực sự muốn học trương mạc nghe xong tâm trạng rất tốt cuối cùng cũng có một thứ có thể thực sự thể hiện lực lượng của tông chủ này mặc dù tông chủ này cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra nếu nói về thực lực thì hắn thực sự không có. Có phải chỉ là may mắn không, đợi đã, sao ta lại cảm thấy ván bài này giống hệt cuộc đời của tông chủ vậy? May mắn có đáng tin không, trương mặt suy nghĩ cẩn thận, không lẽ ngươi trời lại treo hắn sao, đầu tiên lừa hắn vào trồng, sau đó từ từ, tra tấn, hắn. Chật chật, chắc chắn là như vậy. Tông chủ này đã nhìn thấu ngay. Muốn tông chủ này dính vào tệ nạn ăn chơi trác tán, không đời nào tông chủ này cả đời nhiều nhất cũng chỉ là ăn chơi trác táng mà thôi thôi bỏ đi sau này chơi bài ít thôi thắng hay thua không quan trọng chủ yếu là tông chủ này sợ một ngày nào đó dùng hết may mắn thì sẽ thảm lắm vào phòng đại nữ lập tức đóng cửa phòng sau đó bắt đầu cởi quần áo động tác nhanh đến mức như muốn cưỡng hiếp tông chủ này vậy này 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 đừng chủ động như vậy tông chủ này còn chưa chuẩn bị xong. Khoanh tay, trương mạc vừa vặn hông vừa nói đợi đã, đừng vội. Chúng ta nói chuyện trước đã. Trương mạc cười nói. Thanh tiên hơi ngơ ngác, quần áo đã cởi đến một nửa, kỳ lân huyết đã ngấm, sao lại đột nhiên dừng lại. Nhưng để không lộ sơ hở, thanh tiên cũng chỉ có thể tạm dừng, sau đó nhẹ nhàng nói tông chủ, ngài đã mệt rồi, hay là để ta hầu hạ ngài nghỉ ngơi sớm nhé trương mặt vẫn tiếp tục vặn vẹo cười nói không vội không vội lần trước ngươi đánh lén bản tông chủ này khiến bản tông chủ này trở tay không kịp suýt chút nữa bị ngươi nhanh chóng hạ gục bản tông chủ còn chưa nói ngươi đâu hôm nay mặc dù bản tông chủ này sẽ không đuổi ngươi đi nhưng chúng ta phải nói trước nhé chiêu thức đừng quá mạnh cũng đừng nhảy nhót lung tung đặc biệt phải chú ý một điều tông chủ này lười vận động nên mọi chuyện vẫn phải dựa vào ngươi Thanh Tiên lộ ra nụ cười ngượng ngùng. Ngươi ở đây nói nhảm gì vậy, bản tiểu thư còn tưởng ngươi nhìn ra được điều gì chứ, hóa ra là muốn lười biến sao? Tông chủ, ngài yên tâm, sẽ không làm ngài mệt đâu, Thanh Tiên vừa nói vừa tiến lại gần, như một làn gió nhẹ lao vào người Trương Mạc. Lúc này, Trương Mạc lại chặn Thanh Tiên lại đợi đã, ta lấy cái này ra trước đã, vừa nói, tay vừa thò vào trong quần. Đầu tiên lấy chìa khóa đại bình ra, đặt lên bàn sau đó lấy cả hư vô thần lệnh ra thanh tiên nhìn hai thứ này mắt ánh lên vẻ khác thường hỏi tông chủ đây là những thứ gì vậy trương mạc cười đáp tất nhiên là bảo vật bảo vật rất quan trọng đây là bảo vật huyết năng còn cái này thì lợi hại hơn gọi là bảo vật che chắn trương mạc cũng không nói bừa bảo vật huyết năng chính là chỉ cái bình lớn của hắn cần nhỏ máu và tóc vào mới có thể khởi động còn bảo vật che chắn thì không thể nói rõ hơn được che chắn vật khổng lồ chứ